Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mái chùa không chỉ che chở cho những người dân mà cả giới quý tộc hoàng gia. Tại chùa Tam Sơn, công chúa Thuận Dương, Nguyên Phi Thần Châu và Nguyên Phi Bảo Liên từng đến đây tu hành. Sự gắn bó của ngôi chùa với hoàng gia nhà Lý càng trở nên chặt chẽ. Năm Tân Sửu 1061, vua Lý Thánh Tông vì muộn con nên đã đến cầu tự tại chùa. Có lẽ cũng muốn lấy tinh thần mà cảm động thần linh như cái tên cảm ứng của chùa. To lớn. Cầu bần xả thân cầu đạo cũng một lòng cũng thành kính cùng nhân dân phát tâm để đi khuyên giáo khuyên góp các nơi ấy phải đi từng gia đình ấy người góp của người thì góp công là lên xây là cụ mới xây được 11 gian nhà tổ. Cụ là người có công rất lớn với chùa, người dân thì người ta rất kính nể cụ. Sư cụ là một người chân tu giản dị khổ hạnh, các cụ vẫn có câu là xòe xòa mà vẫn thanh cao, nâu sòng mà vẫn ngạt ngào hương sen. Cụ căn cơ tần tiện hà tiện lắm. Về những cái lúc cụ ăn uống này này, cụ không kiểu như là xa hoa, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến để tu bổ làm việc phúc việc thiện. Người dân Tam Sơn kính trọng cụ và gắn bó với mái chùa làng như một ngôi nhà thứ hai. Mái chùa đã trở thành mái ấm tinh thần của cả làng. Ai cũng đều có thể đến đây thỉnh một tiếng chuông, thắp một nén hương lễ Phật, tìm thấy nơi đây sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn. Tôi lên đây thì tôi ở làng đến giờ phút này là từ bé đến lớn được 55 mà. Thế thì nhiều khi nhà chùa thì cứ thỉnh thoảng mà bảo mình giúp cái gì được thì mình sẽ giúp cái đó. Thì hôm nay cũng lâu lâu rồi thì thầy bảo lên.